Đây, mình đã trở lại và mình lợi hại hơn xưa. Mình đã trở lại vị trí bên kia của con kỳ nhông các bạn. Nó đã phát hiện và nó trốn qua bên này. Rất đơn giản, mình sẽ quay nó cho bạn xem nha. Rồi, nó chạy mất tiêu rồi. Bye bye.